tươi lắm đâu. Nhẽ giờ này phải đang tập yoga thì để dậy muộn hơn bình thường. Nhẽ là tập từ 5 giờ nhưng 2 5 giờ tôi mình dậy. Sáu giờ 15 thì có cái quyết định ngồi chiêu chiêu ngắm bình minh. Chiều nay mình sẽ có chuyến bay vào Sài Gòn. Bây giờ hiện tại mình đang sống ở Sài Gòn. Mình ra Hà Nội mấy ngày để thăm gia đình với cả giải quyết một số công việc. Chiều nay sẽ quay trở lại. Thì mình đang cố gắng thiết lập một số thay đổi trong cuộc sống sao cho phù hợp hơn. Chắc chắn lần này quay lại sẽ được. Mong là có thể chia sẻ với mọi người nhiều điều. Đây là quá trình phát triển bản thân của mình, không ai đi lại nó. Chắc là ngồi nói chuyện với mọi người một chút về lý do mình làm cái kênh YouTube mà sẽ quay 365 clip up hàng ngày trong một năm. Thực ra mình có một cái idea khác cơ, về việc là làm cái kênh về mỗi ngày có một cái nghĩa đặc biệt, chia sẻ cái ý tưởng idea liên quan tới những cái đặc biệt đó. Tất nhiên là ông Paul Phương thì Phương chợt nhớ ra với kênh YouTube của chị nước ngoài chị là 365 clip trong vòng thì Phương kể với mình đây là cũng nắng lên khá là nắng, nó cũng khá là liên quan tới cái idea đầu tiên của mình. Vì mình đến cuối cùng ấy thì mình vẫn mong muốn là mọi người trân trọng hơn mỗi ngày sống. Mình đang trên con đường phát triển bản thân. Mình nghĩ rằng thực ra chúng ta trải qua mỗi ngày đều là đang phát triển bản thân. Có những ngày năng lượng rất dồi dào, rất tích cực ấy, nhưng mà có những ngày mà nó sẽ giống như kiểu một ngày sáng hoặc một ngày hơi mờ mịt. Thì mình mong là mình có thể chia sẻ chân thật nhất cảm xúc của mình và những suy nghĩ của mình. Bây giờ cũng vẫn còn vụ về rồi, chưa biết là sẽ làm áo cho in cho như thế nào. Tối qua đã quay một clip về lời hứa rồi, thì đã nhận buổi sáng hôm nay là phải về in cho áo cho luôn á. Hay là biết kế hoạch chắc là còn vài việc về cái buổi sáng nay mình còn chưa có tên tân mới, không biết là lúc nhiều lên video này thì mình sẽ đặt tên là gì đây. Quan cũng chưa xem một cái clip nào trọn vẹn của cái YouTube có audio gốc mà Phương chuyển động cho mình. Thực ra như này thì mình có nghĩ tới cách đây 2-3 năm rồi, mình không đủ tự tin để thực hiện nó được làm. Cũng không nghĩ là mình đã đủ tự tin để thực hiện hiện tại đâu, thì trong cộng đồng mình nghĩ quên nếu mọi người đã ở đây rồi thì hy vọng có thể được thành lâu một chút, sẽ luôn ở đây và mỗi 9 giờ tối hàng ngày sẽ xuất hiện với một chiếc video mới. Sẽ rất biết ơn mọi người subscribe kênh và có thể để lại comment cho mình để phát triển kênh tốt hơn, nên quay như thế nào, nên quay và nói về điều gì, hay là đơn giản âm thanh ánh sáng có cần thiệt gì không? Vậy nhé. Have a nice day. Lâu lắm rồi mới thấy Hà Nội có trời xanh mây trắng thế này. Con quay video mỗi ngày, quay và up một video trong vòng 365 ngày liên tiếp, chia sẻ về phát triển bản thân và chia sẻ cuộc sống thôi. Sao mình nữa phải áp chia sẻ ngày nào về thì nó thành ra nó tròn lọc.
Nếu mà chọn lập thì theo bố là con nên chia sẻ cái gì? Thỉnh thoảng mình có cái gì hay mình chia, cái chuyện này nào mình chia thì mình lấy đâu ra nó hết mình chia. Đến sân bay rồi và mình bay đây. Video ngày hôm nay dừng lại ở đây nhé. Thực ra mình có quay một đoạn hỏi mẹ là liệu như con quay 365 clip up trong vòng 1 năm mẹ thấy thế nào. Mẹ bảo là làm đi, nếu làm về phát triển bản thân thì tốt mà, cứ làm thôi. Bố và mẹ sẽ có những cái cách lo lắng khác nhau, nhưng mà thực sự thì mình biết là gia đình luôn luôn ủng hộ mình. Nếu bạn đã tới thì hãy đừng ngần ngại để lại comment giúp mình phát triển kênh nhé. Nhớ subscribe nha. Thank you.